Trong người con hai dòng máu, dòng máu chống phát xít Đức. Đấy là từ mẹ con ra, người nghe. Dòng máu chiến thắng Mỹ, dòng máu của bố. Bố không thấy xấu hổ. Nếu bây giờ bố quay về Việt Nam, bố không xấu hổ. Vì đời bố không trả lời được, nhưng con đã trả lời cho mình. Vợ tôi bế, nó ru bằng tiếng Nga. Tôi ru con bằng tiếng Việt. Điện về, bố ơi, con rán sau đấy to thế. Bố ơi, thùng mấy con gì nó kêu tôi. Đấy, tức là những bước đầu tiên của Hoàng Anh Gia Lai. Tôi vứt con vào rừng. Để mà nói về khát vọng thi đấu của Lâm và để tham gia vào cái đội tuyển Việt Nam thì đến giờ tôi nói, tôi cảm thấy rằng là nói ra thì không ai tin được. Bởi vì là khi mà cháu đã nhìn tất cả, tức là các anh em đồng đội tham gia thi đấu và trong khi đó cháu nằm ở Moscow với bố mẹ, thì cháu suốt ngày tâm sự với bố. Bố có bằng cách nào, có quen thuộc ai không, còn rất muốn về Việt Nam thi đấu. Đấy là cái nơi, thứ nhất là nơi của bố đẻ ra. Thứ hai là nó có được học, nó được học thứ nhất là gì? Đã cháu được học như vậy là 5 năm ở Spartak và thêm cộng thêm 3 năm ở Dynamo nữa. Tức là khi một con người trong sức nó đầy kiến thức và đóng, mà khi nó lại muốn được có gì thể hiện ra được trên thực tế. Đấy. Và cái đấy để bình luận, mà nhất là khi mà nó bảo nếu mà được về quê bố nữa, tức là mang cái học tập của đất Nga lại về phục vụ cho quốc bố. Thế nhưng mà tôi nghĩ rằng đấy là sự viển vông, rất khó. Vì thực tế bố không có một sự quen thuộc nào cả. Mà để cho con chứng minh cái tài năng đấy, là để tôi nói coi là con tuyên bằng cấp chưa đủ bằng cách bằng thực tế. Đấy, thế nhưng mà nó vẫn có những cái nôn nóng bên trong đó. Nó tìm bằng mọi cách. Tức là mặc dù tiếng Nga, tiếng Việt rất kém. Mà thế nào đó, một lúc nào đó thế mà nó tìm ra được cái đường dây làm sao để nối lái để nó có thể về được thi đấu vào đội tuyển Việt Nam. Đấy, cái đấy thực đó là trong cái cuộc đời của tôi thế thôi, có những cái điều mình cảm thấy rằng không thể, nó quá sức mình quá. Nhưng nếu một con người có đầy đủ cái nghị lực, kiên trì, nó sẽ đạt được. Cái đấy đâu mà đến bây giờ tôi nghĩ rằng tôi phải học hỏi nó. Đấy, bởi vì tôi đã 30 năm ở đất Nga rồi, thì tôi thấy rằng là cũng không thiếu gì, tức là cái sự thăng trầm, gian khổ và đến trụ đến bây giờ, tôi đã kể với cháu rồi. Nhưng có khả năng cái đó nó tiếp nhận cái lời của bố và nó không nói với bố và nó bằng thực tế nó sẽ làm, và thấy rằng tôi rất mừng nó đã làm được. Đấy. Mặc dù là nó khó khăn lắm, nhưng để nó chấp nhận tất cả khó khăn để nó đạt được cái niềm mong ước của nó. Và trả lời cho bố bảo con cũng không kém gì bố đâu. Đúng đấy, đấy là cái rất mừng. Khi mà tâm sự với Minh Hải thì Lâm có nói rằng là những cái khó khăn mà bố đã vượt qua mới là nghị lực, mới là bài học lớn nhất cho Lâm. Lâm bảo là khi bố sang Nga với một cái túi rỗng, không có một đồng tiền nào cả, mà trong cái bối cảnh xã hội vào thời điểm đấy ấy, người ta có thể rút súng bắn nhau vào bất cứ thời điểm nào. Và Lâm nói rằng là một cái mà cận kề với cái chết như thế bố còn vượt qua được thì nói gì cái chuyện trên sân bóng. Khi mà nghe được những cái tâm sự đó của Lâm thì ông Sơn cảm thấy thế nào? Tôi đến bây giờ tôi rợn hết cả tôi đấy. Bởi vì cháu nó chỉ nói một điều, một câu nhé. Nó không muốn gọi là ca ngợi bố gì cả. Nhưng mà bố ạ, trong người con hai dòng máu. Dòng máu chống phát xít Đức. Đấy là từ mẹ con ra, mình nghe. Dòng máu chiến thắng Mỹ, dòng máu của bố. Bây giờ phút này con chả sợ gì. Vì hai cái dòng máu đó thế giới đều biết rồi, người Nga, người Việt, người ta trường kỳ kháng chiến nào để giành đến chiến thắng, để cắm cờ Berlin, cắm cờ dinh độc lập, thì đã phải mất bao nhiêu cái sự tính mạng của người dân, đã đổ mất bao nhiêu công sức để giành như thế. Nhưng để có chiến thắng nó chấp nhận hết, nó làm được. Mình phải kính phục nó điều đó. Rất hay. Cho nên nó hơn mình, nó không chỉ nó nghe không thôi mà nó hiểu được nó làm từng bước đúng như mình mong muốn, một thậm chí mình không dám chờ đợi đến kết quả đấy như thế, đến mức độ là nó làm được, mừng lắm. Đó là nghe ông Sơn nói xong tôi cũng nổi da gà. Không. Và đến bây giờ thì thực sự thưa quý vị là chắc là chúng ta đã hiểu vì sao khi mà Lâm ăn mừng bàn thắng bằng cách là chào, tức là đã có tinh thần của cả cha lẫn mẹ, đúng không? Đúng. Đấy là một cái câu chuyện rất tuyệt vời. Đó. Nhưng đâu là cái thời điểm đầu tiên
mà ông nghe thấy Lâm nói rằng là Lâm muốn về cống hiến cho đội tuyển và Lâm muốn cống hiến cho đất nước nơi bố mình sinh ra, và lúc đấy thì cái suy nghĩ, cái tâm trạng của ông như thế nào? Tôi nói điều rất nhỏ cho Hải biết này, thậm chí là không ai được biết rồi, thậm chí nó cũng chưa biết rồi. Tôi là diễn viên múa. Vâng. Tôi đang có múa Busen thử đi, sang đây. Vâng. Nhá. Ông anh tôi cũng đã học ở đây rồi, vâng. Ở đất Nga về, đi về phục vụ làm việc ở đất Việt ở Việt Nam, giám đốc của con múa Busen. Sau đó tôi sang đây. Thực tế mà nói, tôi sang đây là nhà nước cử đi sang, không mất tiền, do bộ đào tạo ra, chính là nhà nước đào tạo, sang học 4 năm ở đây. Đến lúc khi tôi về thì thực tế là có quen, làm quen với mẹ của Lâm. À, vâng. Chuẩn bị đi về thì mẹ Lâm có nói là 5 tháng, Lâm đang 5 tháng rồi. Và mẹ rất sợ rằng là bố Lâm sẽ bay đi mất, để lại mình với Lâm bên cạnh. Và tôi có nói với vợ tôi một câu rằng là nếu giọt máu của tôi, giọt máu của người Việt Nam, tôi sẽ ở lại đây, tôi không về đâu. Và sau này khi con tôi trưởng thành ra đời rồi, mà con tôi, và tôi nói rất nhiều rằng là bố không làm được gì cho Việt Nam cả. Việt Nam bỏ tiền ra để cho bố ăn học ở đây, bố phải về như Bác Hùng, phục vụ cho Việt Nam, phục vụ cho nghệ thuật Việt Nam. Nhưng bố ở lại đây vì sao? Vì lúc đó con 5 tháng trong bụng mẹ, bố không thể bỏ được, đấy là giọt máu của bố, của người Việt Nam ở trong đây. Bố không, tức là học xong không quay lại để phục vụ cho người đất nước Việt Nam. Nếu như đây là cái trả nợ cho bố, không gì bằng. Không hiểu lúc đó cái trình độ tiếng Nga của tôi có đủ để nói cho nó được không? Nhưng tôi nghĩ nó hiểu đấy. Nó hiểu đấy. Bây giờ con đã có trình độ đây rồi, thì con học ở Spartak, con học ở Moscow thì con phải phục vụ ở đất Nga. Nhưng con hãy trả nợ cho bố cái món nợ của bố mà bố chưa trả được cho Việt Nam. Nói thì nó vẫn là huyền thoại, nó khó khăn lắm, làm sao vẫn được. Nhưng đến về vấn đề là con trả nợ cho bố được rồi, nhưng còn phải đi rất nhiều, rất khó khăn. Và đúng, bố không thấy xấu hổ. Nếu bây giờ bố quay về Việt Nam, bố không xấu hổ, vì đời bố không trả lại được, nhưng con đã trả lại cho bố. Rất hay. Đấy. Thì cái đấy, cái máu trong nó, trong người đó là nó là như thế. Vâng. Vâng, thưa với ông Sơn và thưa với quý vị là khi mà nói đến Đặng Văn Lâm báo hiếu cho bố mẹ thì mọi người thường nghĩ là Lâm mua cho bố, tặng cho bố một cái ô tô. Mình nghĩ đấy cũng là một cái ý thức, đấy cũng là một cái món quà rất là lớn rồi. Nhưng mà cái mà ông Sơn vừa nói, đấy là cái sự gọi là trả cho cái thế hệ mà bố đã không làm được. Đúng. Thực sự đấy nó cực kỳ lớn lao. Mà nói một câu rằng là con đã trả nợ được cho bố rồi, nghe nó rất nhẹ nhàng. Nhưng thực sự là Lâm đã phải hy sinh và kiên trì trong một giai đoạn cực kỳ dài. Cái đấy bây giờ đến giờ phút này tôi mới nói cho hẳn. Vâng. Chứ bản thân là chỉ có hai bố có con biết điều đó thôi. Vâng. Nhưng đến bây giờ cháu ít nhiều nó có đạt được những cái mờ nghĩ là đạt, đấy là nó trả, nó sinh ra, nó đã trả công ơn được cho bố đến giờ phút này. Nhưng tất nhiên tiến tới nó còn rất nhiều, nhưng tôi đã hài lòng, ít nhiều nó đã giúp bớt được cái việc đó mà bố không làm được. Có một cái ảnh mà tôi rất là thích, đấy là cái ảnh mà Lâm khoác ba lô chia tay bố để về Việt Nam. Một cái ảnh mà nó gây cho chúng ta rất là nhiều những cái cảm xúc. Bố với con, tình phụ tử phải chia đôi ra. Mà người ở bên này không biết là người ở bên kia đang sống như thế nào. Đúng. Rất lo lắng. Cái hình ảnh đấy nó thực sự là nó khiến cho con người ta day dứt. Với ông Sơn thì khi mà Lâm bắt đầu về Việt Nam, ông có cảm thấy lo lắng? Là một người bố mà khi cho con đi xa, mà xa tức là gì? Xa đi ra hẳn nước ngoài, cái nơi mà con tiếng tăm còn không biết. Tôi còn nhớ là khi đưa cháu về Hoàng Gia Lai, tôi bảo đúng là tôi mang con vào rừng, xong con tôi bỏ con vào rừng và tôi đi về. Đau lắm hẳn. Nhưng tôi phải nói, tức là tôi bảo mới nói là bố sang Nga một thân một mình, cũng như Robinson ấy, chống chọi ở bên Nga. Nhưng không kể là thời tiết với âm 25-30 độ, bố đây chống chọi đã là vất vả rồi, nhưng cuộc sống ở bên trong nhiều cái lắm. Thế bây giờ con về Việt Nam nhé, những cái bố không nói được con được, bố ở bên Nga bây giờ ở Việt Nam sẽ trả lời cho con đúng mà vất vả. Nhưng khi mà đã thành công thì con quý lắm, vinh quang lắm con ạ. Cái đáng lo của tôi cũng rất lo, nhưng ở nhà tôi là đều có gia đình, nội ngoại đều có cả, phía Bắc Việt Nam đều có cả.
Thế cho nên ít nhiều nó cũng cho cháu được cảm thấy yên tâm hơn, ấm lòng hơn. Là bên cạnh đó là không có bố mẹ thật, nhưng ông bác thì như ông bố rồi, sinh đôi rồi, như nhau cả. Thế cho nên ít nhiều là tôi cũng yên tâm và cháu cũng yên tâm. Vất vả lắm, điện về bùi con rán sau đấy to thế, bùi thùng cái con gì nó kêu tôi ấy. Tức là bước đầu tiên ở Hoàng Gia Lai, tôi vứt con vào rừng, phải giải thích đêm không, phải giải thích cho con, tôi con ngủ đi để chuẩn bị ngày mai nữa. Và nhất là cái khó khăn nhất là cái tiếng, không hiểu được cái tiếng. Đấy, thế cho nên cháu nó học hành ở cái tiếng đấy, học bắt đầu học viết rồi học nghe của nó, mà cái tiếng trong kia nó khác với tiếng của bố. Bố nói con hiểu được, mà cháu trong Hoàng Gia Lai nói con không hiểu được. Đúng rồi, kẹo là thế nào, bánh là thế nào, nhiều cái mà con được coi cái dần dần con hiểu. Bố sang Nga bố không hiểu tí gì cả, không hiểu một tí gì cả, thì bố cũng phải từ lần lo thôi, lần mò đó. Và đến bây giờ con là 10 năm, bố 30 năm, con mới 1/3 của bố thôi, nhưng với sức khỏe của con, với cái linh hồn của con còn tiến xa nữa. Nhưng phải cố gắng, không một lúc nào dừng bước cả. Một tôi nói thế thật, nhưng một đám lúc tôi nhìn thấy nó rồi, từ từ con bước đi, tôi nhìn nó vất vả quá. Nhất là khi nó sang Thái, hiệu này tôi không chịu được. Tôi đẻ đất Việt Nam, ví dụ như thế, mà về Việt Nam rồi sau về Thái thì khí hậu tôi không chịu được, mà nó còn tập nữa chứ. Mồ hôi bên kia không tập nữa. Thế nhưng mình kệ nó, thành cái thì nó phải chịu. 10 năm nó chịu được rồi chắc là nó qua được hết. Nhưng có một cái câu chuyện mà chắc là mọi người ở Việt Nam cũng đang rất là băn khoăn, là làm thế nào mà người bố lại có thể truyền cho con những cái về văn hóa Việt Nam, thậm chí là những cái câu đầu tiên mà Lâm nói được bằng tiếng Việt nó diễn ra như thế nào và cảm xúc của ông ra làm sao? Ôi. Bởi vì cái giáo dục gia đình là cái mà tạo ra cái giá trị lớn nhất của Lâm. Đấy, Hải hỏi cái câu này rất hay. Rất hay là mình cũng rất muốn là truyền đạt cho những người nhé, có gia đình hoặc là có con ở bên nước ngoài nhé. Tức là nhiều người bảo tại sao lại nói tiếng Việt nhanh thế mà nhiều thế? Ở đâu ra? Mà mình không phải là giáo viên. Tôi nói thật với Hải này, khi tâm niệm thằng con tôi ra đời nhé, vợ tôi bế, nó ru bằng tiếng Nga. Tôi ru con bằng tiếng Việt. Hát không hay đâu, nhưng mà nó hiểu. Múa đẹp thôi đúng không ạ? Múa đẹp thôi. Và cái quan trọng nhất cái hồi đấy tôi nhớ, vì tôi ở Cao Mô Trung ương mà, có cái nghệ sĩ mà tôi thích nhất là Thu Hiền. Mê lắm. Thế và khi tôi mang đĩa múa về phép mang với Thu Hiền sang. Và từ khi đẻ con ra cho đến đâu hình như một năm hơn năm, nó nghe cái bài hát của Thu Hiền như cái lời ru của Thu Hiền. Và đến bây giờ nhé, đến lúc là khi Hải gặp nó ấy, có thích ca sĩ Thu Hiền không? Và nó cứ bảo là mồm mong ước khi nào về Việt Nam bố cho con đến gặp bác Thu Hiền. Vì cái lời ru với tiếng hát của này không thể quên, vì nó trong máu của nó từ khi nó còn rất là non. Thế và đấy, chính vì thế tôi muốn nói là cái gì? Tức là cái tâm hồn của nó bên trong nó ngấm vào máu với cái lời hát dân tộc của người Việt Nam đang ngấm vào trong nó rồi. Và cộng thêm cái thực tế mà nói là gì, là mình ít nhiều mình cũng biết nấu nướng của theo người Việt Nam. Vì tôi vẫn thích món người Việt Nam hơn. Mình nấu. Và đấy rồi bà vợ của mình thiếu món Việt Nam là hơi khó đấy, cũng thiếu món Nga còn được, thiếu món khó. Cho nên từ cái nói, cái sinh hoạt, nghe nhạc, ăn uống thì nó quyện vào, làm cho con người nó như người Việt Nam luôn. Đấy, thì nó tâm hồn tất cả mọi cái. Thì tôi nghĩ rằng là đấy cũng là từ đấy ra mà cho nên cháu nó có cái tâm hồn là như thế. Việt Nam như thế. Rất là hay là khi mà người ta lại dùng cái tiếng, tức là người ta nói về cái tiếng mẹ đẻ. Đã. Nhưng mà Lâm thì lại đi học cái tiếng bố đẻ, đúng không ạ? Và đấy là một cái câu chuyện rất là hay. Và đúng như ông Sơn nói là cái văn hóa nó được tạo ra bởi ngôn ngữ, bởi ẩm thực. Và khi người ta đã thấm nhuần cái điều đó từ khi mới lọt lòng thì hoàn toàn Lâm có thể vẫn mang gen của người châu Âu, nhưng ở trong sâu thẳm văn hóa vẫn là Việt Nam. Và đấy chính là cái gốc để cho Đặng Văn Lâm của chúng ta có được thành công. Bởi vì đã từng có rất nhiều những cầu thủ Việt Kiều rồi, họ về nhưng họ hoàn toàn là một cầu thủ chỉ có nguồn gen Việt Nam thôi, chứ họ không có cái văn hóa của người Việt Nam. Đúng rồi. Và như thế là rất là khó khăn. Nhưng quả thật là trong cái quá trình mà chinh phục thành công của Đặng Văn Lâm, cực kỳ nhiều khó khăn mà có lẽ là ngôn từ không thể lột tả hết được. Bây giờ nghĩ lại những cái khó khăn mà con trai mình đã vượt qua, ông cảm thấy về cái ý chí, về sự kiên trì, về sự dũng cảm, về sự hy sinh của Lâm thế nào? Cái thứ nhất ý, muốn làm cái gì thì làm, phải là cái hy sinh cho bản thân mình. Mà khi cháu xa gia đình,
và người mẹ hy sinh rất lớn đối với con. Vâng. Vì người mẹ mẹ vợ mẹ nó mê bóng đá lắm. Vâng. Mê lắm, thần tượng của mẹ nó là Lev Yashin. Vâng. Thậm chí quần áo mặc để làm sao cho giống Lev Yashin. Vâng. Cái tên đấy thật tướng mà nói là cái tên đấy nó tự nhiên nó vui nhưng nó lại trùng với cái Đăng Lev Sonovic. Vâng. Đấy. Đấy thì Lev là trong từ Lev Yashin đấy. Từ Lev Yashin đấy. Vâng. Đấy. Thì nó cũng vui đúng không? Cái tên nó đẻ ra tôi hồi bé tí là mình sao không biết được. Vâng, vâng. Đấy. Thế là một. Thế cái hai nữa là cái sự chịu đựng của nó, tất cả thực tế mà nói là đấy là cái nguồn động viên của bố mẹ. Và nhất của mẹ. Vâng. Không biết là Hải nó đọc cái thư khi mẹ nó viết. Tức là đến khi vợ tôi viết, hôm ấy viết gì, 2-3 tiếng rồi cũng xong. Thỉnh thoảng là thế này thế nào. Mẹ tôi không phải, vợ tôi không phải nhà văn nhà thơ, cũng là nghệ sĩ. Vâng. Cùng tôi tốt nghiệp. Vâng. Thế nhưng từ đấy lòng viết cho con như thế đấy. Thì nếu tất cả mọi người đọc được cái điều đấy thì chúng tôi đã từ khi nhỏ cho đến khi lớn làm sao cố gắng làm sao cho con tất cả mọi cái điều có thể làm được hết nếu trí của con có được. Vâng. Khó đến mấy con qua được hết. Vâng. Mà lắm lúc tôi nghĩ rằng là chắc nó không qua được. Vâng. Tôi nghĩ rằng không qua được chắc là mình phải đầu hàng thôi. Vâng. Nói thực với Hạnh, tôi đã mấy lần bảo mình hay con về. Không. Và có nhiều cái tôi không được biết được. Vâng. Nó sống trong 8 năm ở Việt Nam, có những cái nó giấu bố mẹ, không nói với bố mẹ. Vâng. Nếu biết được, nếu biết thực tế là chắc là tôi, hai vợ chồng kéo nó về. Vâng. Nó giấu hết. Vâng. Thế nên cái đấy mình thấy rằng là mình thậm chí cái tuổi trẻ của nó và nhất là riêng đối với Lâm không, có những điều mình không thể tưởng tượng được đến bây giờ nó làm được và nó tồn tại được đến bây giờ. Vâng. Đấy. Thì cũng mình có khả năng đấy là cái gì, cái từ khi sinh ra bố mẹ đã truyền tất cả những cái lời ấy cho nó, có khi mình nói thì mình quên rồi. Vâng. Nhưng nó ngấm vào lúc đó nó là không hay. Vâng. Và bây giờ nó biến thành sự thật. Vâng. Đấy. Nhưng mà có một cái điều như thế này, khi mà ông nói với Lâm rằng con ơi hay là mình từ bỏ đi, lúc đấy chắc chắn là người bố phải rất đau. Từ đầu rất đau. Từ đầu trồng cây 10 năm, 100 năm trồng người. Vâng. Tôi nuôi dạy nó từ bé. Vâng. Thậm chí đôi khi vợ tôi còn nói là nó biết hiểu tiếng Việt này nhiều quá thì đi học làm sao nó biết tiếng Nga được. Ừ. À, không sao. Tiếng Nga là tiếng mẹ đẻ, không thể mất được. Cho nên nó hầu như nó song song nói rất chậm. Khi nó nói bắt đầu nói rất chậm. Bởi vì nó không biết bắt đầu bằng tiếng nào. Vâng. À, mà khi nó bắt đầu ra là bắt ra 2 tiếng rồi. Vâng. Thì tôi muốn rằng là đấy, bản thân trong con người đó phải là mức 50% là người Việt. Nó bây giờ nó hơn. Vâng. Nó Việt hơn cả bố. Vâng. Nó một lúc Việt hơn cả bố. Đấy. Thì cái mình thấy rằng là mình đạt được những cái mình mong muốn. Tôi rất là muốn trở lại cái câu chuyện khi mà người bố khuyên con là nên dừng lại. Thì lúc đấy cái nỗi đau của bố như thế nào? Bởi vì đấy coi như là một sự đầu hàng. Mà đầu hàng ở đây nghĩa là gì? Nghĩa là bố rất là kỳ vọng con có thể trả cái ơn với Tổ quốc. Nhưng cuối cùng mình đã phải đấy. Ngừng lại. Tôi nói này, tôi hỏi, tôi bảo con hay con về đi. Tôi chưa đợi câu hỏi khác. Chứ không phải là chờ đợi câu hỏi, con về. Không. Tôi hỏi, tôi nói thế, tôi kéo nó về thế thôi. Nhưng tôi chờ đợi câu hỏi khác. Bởi nó về tôi đau lắm. Tôi mất hết. Vâng. Tôi mất hết, mà bản thân nó cũng mất. Vâng. Đấy, cho nên khi mình nói nó, về. Thực tế mà nói, tôi đến 89% nó trả lời rồi. Nhẹt. Con qua được. Con không biết. Nhẹt, đúng là như thế thôi. Nhẹt. Thế vợ bảo, đấy, nó không về đâu. Thôi, bảo với vợ mà. Nó như là người ấy, dũng sĩ của người Việt Nam rồi. Việt Nam rồi. Người ta không biết mệt mỏi và không bao giờ chịu thua đồng hà đâu. Người Việt Nam mà thắng Mỹ chuyện đó. Ừ. Ai mà nghĩ được. Nếm mật nằm ngay, bao nhiêu năm rồi mới cắm được cờ nhân dân độc lập. Nhưng nếu giả sử như cái sự nghiệp của Lâm mà nó không phát triển được như mình mong muốn thì liệu có phải là mình lại gây ra những cái khó khăn cho tương lai sau này của Lâm hay không? Khi vì cái sự nghiệp cầu thủ nó rất là ngắn. Lúc đấy thì ông nghĩ như thế nào về tương lai của con? Có thể là công việc học hành cũng bị giang dở. Có thể là cái sự nghiệp quần đùi áo số cũng giang dở. Đúng rồi. Và lúc đấy thì cái cuộc sống của mình nó rất là kiểu nó cứ bị, nó cứ lưỡng lưỡng ấy. À, tôi nói cái này này. Tôi đã tính cái bước thứ hai rồi. Vâng. Tức là trước đó tôi đứng cho cháu vào trường kinh tế rồi. Vâng. Nhá. Mà cô giáo
khi họ phụ huynh có gọi mời tôi lên, đây có phải là bố Đặng Lâm? Vâng, tôi là bố Lâm. Anh phải là anh là diễn viên? Vâng, tôi là diễn viên múa. Bây giờ anh là diễn viên múa nhé, bố mẹ anh cho vào cái trường kinh tế, anh có học được không? Cháu là cầu thủ đá bóng, anh cho vào trường kinh tế, trái nghề của cháu. Muốn gì thì muốn, tức là cái đi theo đúng cái mong muốn, cái nguyện vọng của cháu, cái đúng nghề của cháu, nó hay hơn là cái trái nghề cháu. Rồi đấy, cái đấy tôi nghĩ là mình đúng, sai lầm. Mà nó vì bố, nó sách vở nó đến, là bố ơi, con nghe con chả hiểu phần trăm là thế nào, tỷ lệ lãi suất như nào. Ồ, tôi chết rồi, tôi nhầm rồi. Đến bố nghe như là vịt nghe sấm. Đúng. Bố là nghệ sĩ, bây giờ cho vào về kinh tế. Mà nó vẫn nghe bố, nó vẫn cái này ngồi viết. Thế đến lúc giáo viên mời tôi lên, tôi bảo, bố nhầm. Thì nó mừng quá. Nó mừng quá là bố lại quay lại cái con đường mà nó yêu thích, mong muốn, đúng nghề của nó. Đấy, cái tâm sự này với bố như bố là thôi, thành thật là bố nghĩ rằng là sẽ chuyển hướng hay hơn. Nhưng đó là cái sai lầm của bố. Bố phải nhận được cái sai lầm, mà bố sửa cái sai đó, bố sửa cho con đấy. Chứ không phải bố bắt em con sắp này, mà đúng theo cái nguyện vọng của con. Rất hay. Nếu như không có một cái sự gọi là theo hướng và theo đúng cái đam mê sự nghiệp, có thể là ngày hôm nay chúng ta sẽ có một sinh viên Đặng Văn Lâm cũng kém, mà mất đi cả cái sự nghiệp cầu thủ. Đúng, đúng, đúng. Đúng ạ. Đúng đấy. Đấy, cho nên trong cuộc đời ấy, thì là đôi khi nó có một cái gì đó gọi là dừng đúng điểm của thời gian. Mà phải suy nghĩ xem như thế nào hay. Và con thì con thật, cùng với bố con cùng bàn tính với nhau để đi một quyết định sáng suốt nhất. Vâng. Nhưng cái tương lai với cái mong muốn của cháu và cái nghề nghiệp của cháu nên không quan trọng nhất, chứ không theo ý mình cả. Vâng. Đấy. Và đến bây giờ thì ngay cả khi Văn Lâm đã rất là thành công rồi, cái sự hy sinh nó vẫn kéo dài. Hai năm rồi không được về thăm bố mẹ, hai năm rồi không được gặp người mẹ của mình. Lúc đấy thì không hiểu là gia đình như thế nào. Đầu tiên là khi mà Văn Lâm thành công thì cái cuộc sống của gia đình nhà mình nó thay đổi thế nào? Thực tế mà nói thì sau khi anh em bạn bè, rất là người Nga, người ta thì nghe bảo, thậm chí có những bài báo của Nga, cái báo xuất hiện nổi tiếng của Nga nó cũng lên bài báo, thì mình có để ý đâu, người ta đọc người ta gọi đi, người đến chúc mừng. Nhưng không thể hình dung được rằng là đấy, khi mình về đến đây cơ, hoặc là về Việt Nam thì thấy cái con nó nổi tiếng lên, thì mình thấy rằng là đúng là cái sự thay đổi nó khác nhiều. Còn thực tế tôi sống bên kia vẫn bình thường, vẫn là thằng con hồi xưa, bé bỏng hồi xưa thôi. Thế thì mang bóng đi chơi bây giờ, thì nó không có cái gì mà gia đình hình dung thấy rằng là nó thay đổi một cái gì không. Tất cả mọi cái là vẫn rất bình thường. Tôi là nghệ sĩ và tôi là diễn viên. Thế thì gia đình bây giờ sau khi đã tôi với vợ đã về nghỉ hưu rồi, thì nhận các em học sinh về Việt Nam về dạy, thì nó cũng rất là, coi như nó không sôi nổi, rất yên tĩnh, một cái gia đình về hưu thế thôi. Con thì thực tế mà nói là mình phải chịu đựng để 2 năm, đúng là 2 năm, hai mẹ con vừa rồi tôi mới nhặt nhau, gặp nhau ở đấy 2 năm, đúng tròn 2 năm rồi, còn mẹ đây chưa. Thế thì nó cũng biết hai bên đều có sự hy sinh chịu đó, và nó có được ngày hôm nay của cháu như thế. Để có được ngày hôm nay thì phải chịu đựng. Thế thì hai bên đều biết được điều đó. Nhưng mà chắc chắn là cô phải rất hạnh phúc đúng không ạ? Bởi vì cô đã từng thần tượng Lev Yashin, xong rồi bây giờ con của mình lại được gọi là Lev Yashin của Việt Nam. Mình gọi là như vậy đi. Không còn gì bằng. Cô thì tâm sự với chú như nào? Khi đưa cô em về Việt Nam, cô không tán thành lắm. Bởi vì sao? Nó là người xứ lạnh, sang xứ nóng. Nói về cái thương con, người mẹ thương con, sợ nó không chịu đựng được. Và đến bây giờ thì nó còn chịu đựng hơn được tôi, thì vợ tôi chỉ cười thôi. Và nói là anh làm thế là đúng. Rất may là tôi nghe anh. Đấy. Thì đúng là vợ tôi cũng rất nghe tôi. Nhưng đôi khi người Nga mà, có đứa con nó quý lắm. Mình mới đưa về Việt Nam, cái nơi mà khí hậu như thế. Một xa, nó xa con như thế. Con nó mới 17, 18 tuổi như thế. Ai chẳng muốn giữ con bên cạnh. Nhưng mà nó cũng nghe tôi. Và đến giờ phút này sau gần 10 năm mới thấy rằng là chồng mình đúng. Đấy, thì đúng như cái thời mà chú quyết định ở lại Nga đúng không ạ? đúng, rất là nhiều cái mốc quan trọng đúng không? Đúng rồi. Và có một lúc nào đấy cô tự nhiên lại tâm sự với chú rằng là tôi hạnh phúc quá khi mà có một người con như vậy không? Một chút gì đấy gọi là viên mãn của một người mẹ có một người con đã vượt qua rất nhiều những khó khăn để thành công. Thực tế mà nói, hai vợ chồng nói với nhau rất nhiều.
khi xem bóng đá, xem những trận chi tiết, nhất cái trận trận kia thì tôi xem thì xem lại thôi. Vâng. Hai vợ chồng vào nhà thờ tôi không dám xem. Vâng. Không đủ nghị lực xem. Vâng. Hai vợ chồng mừng lắm, mừng lắm. Vâng. Đến khi biết là nhận cúp, đêm tuyết trắng hai vợ chồng ôm nhau khi đi nhà thờ về. Vâng. bật tắt máy, bật lên người ta gọi điện chúc mừng là tôi thắng rồi. Cứ phải ôm nhau biết. Cái hàng xóm chạy ra không hiểu. Đêm hôm hai ông bà ôm nhau nhỉnh, người ta không biết. Nhưng tôi muốn nói là gì? Trước mặt cháu thì bác chị không bao giờ, mẹ không bao giờ tức là sợ là nó sẽ nó vui quá và nó quên đến mức bao giờ nhìn tự mãn. Vâng. Nhìn bao giờ. Vâng. Bởi vì và tôi biết là cái thể thao đầu bóng đá nó ngắn, ông mà trùng chân đi một tí mất hết. Vâng. Ngọc suy đất 5 năm 10 năm tự mãn quá thì nó mất hết, bao giờ lên gây tốt. Vâng. Còn không thể một giây phút là con tự mãn gì cả. Vượt qua đỉnh để núi này còn có đỉnh còn cao hơn con ạ. Lại phải bắt đầu từ đầu. Vâng. Thì không bao giờ vợ chồng tôi có một cái gì khen để cho nó tự mãn. Mà được rồi con ạ, đấy con phải như nhưng bao giờ mới lại có cái nhưng lại còn khó hơn. Cái vâng. Này cho bình thường thôi. Cái gì cơ? Vâng. Khi nó đạt được cái này thì đấy. Vâng. Đấy cứ phải như thế. Vậy thì cái đỉnh núi cao hơn mà Lâm và gia đình đang hướng tới là gì ạ? Tôi mừng cái gì? Cái bóng đá Việt Nam này. Tôi mừng lắm. Mừng cái mà tự nhiên cũng ngang đến với mình và nó nói chuyện về bóng đá. Ừ. Mà cái từ bóng đá Việt Nam hầu như không có trong đầu nó. Ừ. Đấy là cái mừng thứ nhất. Và chưa kể là vùng châu Á thì rằng rồi sau khi các cháu được đội thì được cúp. Và cái hơn nữa rằng này, rồi tôi nghe nếu mà cái thi vòng giải vào cúp 22 này, đấy, nếu mà cháu được tham dự như thế, đấy cái từng bước lên được nữa. Đấy là cái lên mừng đối thôi. Vâng. Để cái, cái nền bóng đá Việt Nam nó lên với sự trưởng thành của con tôi. Vâng. Đấy là cái niềm vui thôi. Vâng. Và nó lên được bao nhiêu thì tức là nó trả lại cho tôi được bấy nhiêu. Vâng. Mừng lắm chứ. Đấy là một điều rất tuyệt vời, đúng không ạ? Tuyệt vời lắm. Vâng. Tuyệt vời lắm. Rất tuyệt vời. Thưa quý vị và các bạn, là chắc là chúng ta cũng đã hiểu một phần nào đấy về những cái lý do thành công của Đặng Văn Lâm. Nhưng chắc chắn là chúng ta sẽ có một bức tranh toàn cảnh khi nghe ông Đặng Văn Sơn nói câu chuyện ngày hôm nay. Tất cả đều diễn ra một cách có chủ định và đã có sự chuẩn bị kể từ khi Lâm mới lọt lòng. Những lời ru bằng những cái băng đĩa mang từ Việt Nam sang bằng tiếng Việt, những món ăn thuần Việt và đặc biệt là mang trong mình một cái dòng máu Việt Nam và gánh vác một trách nhiệm là trả nợ tổ quốc giúp người cha của mình. Đặng Văn Lâm đã làm điều đấy rất tốt. Xin được chúc mừng ông Đặng Văn Sơn và cả gia đình nhà mình và chúc mừng các cổ động viên Việt Nam. Bóng đá Việt Nam đã có một thủ môn rất là tốt. Xin được cảm ơn ông bởi vì ông đã luôn luôn hướng về Tổ quốc. Ông đã giúp cho Đặng Văn Lâm có một con đường thực sự để về với Việt Nam, cống hiến cho bóng đá Việt Nam. Và hy vọng rằng đây sẽ là một câu chuyện, nó cũng sẽ là một cái trường hợp điển hình để những cầu thủ Việt Kiều khác muốn về cống hiến cho Việt Nam đúng. Có một cách để có thể soi sáng vào. Đúng, đúng. Và xin được cảm ơn ông rất nhiều. Và lời cảm ơn chân thành nhất chúng tôi luôn luôn dành cho tất cả quý vị và các bạn. Và hy vọng rằng câu chuyện liên quan đến Đặng Văn Lâm không chỉ là câu chuyện liên quan đến bóng đá mà nó còn có thể mang lại cho chúng ta những cái bài học, những cái kinh nghiệm sống để giúp cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn. Bởi vì xét cho cùng, bóng đá là làm cho con người gần nhau hơn và làm cho cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn. Xin được cảm ơn tất cả quý vị đã dành thời gian cho chương trình.